Vụ va chạm liên hoàn xảy ra lúc 15 giờ 30 phút chiều qua trên quốc lộ 1 đoạn qua phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 51C10219 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ cầu vượt Linh Xuân về trạm 2. Khi vừa qua khỏi giao lộ đường số 14 khoảng 400m, chiếc xe này đâm mạnh vào đuôi ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 47A10163 đang chạy cùng chiều. Cú đâm mạnh đẩy chiếc ô tô 7 chỗ lao về phía trước, đâm vào đuôi ô tô biển kiểm soát 51A92937, tạo thành chuỗi va chạm liên hoàn giữa ba xe. Rất may không có trường hợp bị thương trong vụ việc này. Sự cố khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông đội Rạch Chiếc có mặt ngay sau đó, tiến hành di dời các phương tiện vào lề đường. Gần 1 giờ sau, hiện trường được giải tỏa.